Ngán ngẩm với những lý lẽ ngang như cua của fan Jack, phía Virus quyết định tung hẳn beat gốc Thiên Lý lên mạng để khán giả có thể tự nghe và đánh giá. Fan này đom đóm hết đường chối cãi. Những ngày gần đây, drama Virus tố Jack sử dụng beat không xin phép và không biết nốt nhạc đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ngay cả trong các diễn đàn game, drama này cũng rất được chú ý bởi fan của nam streamer có nhiều người là game thủ. Theo anh, từ những ngày còn livestream Liên Minh Huyền Thoại, PUBG, GTAV và Đấu Trường Chân Lý. Sau khi lắng nghe những cáo buộc của Virus, phía Jack có dọa kiện cáo và đòi Virus liên lạc để giải quyết. Tuy nhiên, streamer8x đã thẳng thắn trả lời rằng bản thân rất bận, thậm chí còn chưa đọc status và yêu cầu ekip của Jack đến tận nhà mà làm việc bởi đối phương thừa biết địa chỉ. Trên thực tế, đúng là Virus rất bận vì gần đây anh tham gia lễ công bố hàng Việt Nam chất lượng cao 2024 và có những phát biểu rất tâm huyết, được nhiều trang tin về tài chính, đầu tư trích dẫn. Dường như cũng đã chán việc phải giải thích với các fan của Jack nên 3 giờ chiều ngày 15 tháng 3, Virus hoặc ekip của anh quyết định tung thẳng beat Thiên Lý lên mạng xã hội, cụ thể là trên O Virus, vốn được nam streamer dùng để đăng lại các video cũ của kênh 4 triệu subs, kênh mà Virus đã tự xóa do lo ngại bị đánh gậy bản quyền và cảm thấy không còn phù hợp với định hướng hiện tại. Đoạn demo dài 49 giây với giai điệu bắt tai, gây nghiện nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Một số người thậm chí còn đánh giá demo này hay hơn của ca sĩ Jack. Tuy nhiên, cũng có ý kiến phản biện rằng beat này rất giống với một beat free được đăng tải trên YouTube cách đây 4 năm. Thật giả khó phân, có lẽ phải chờ phát ngôn chính thức từ cả hai phía mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng ai đúng ai sai. Đáng chú ý, lùm xùm đấu tố giữa Virus với Jack vừa mới kéo thêm sự chú ý của cô nàng Misty. Công khai Rickson màn đối chất của thành viên Tứ Hoàng và fan nữ của giọng ca đom đóm, nữ streamer không ngại thể hiện cảm xúc chân thật của mình trên sóng livestream. Theo đó, Misty đã phát cáu với phát ngôn của fan nữ có tài khoản NB, cô hết cười ngờ nghệch chuyển sang ôm mặt vì bực bội không nói nên lời. Dẫu biết bảo vệ thần tượng không sai nhưng với luận điểm vô lý, dẫn chứng yếu, dễ bị bẻ gãy, màn đối đáp qua lại chỉ đem đến sự khó chịu cho những người theo dõi. Với những phản ứng kể trên, dân tình ngay lập tức hỏi thẳng nữ streamer là anti của Jack à, thì cô nàng khéo léo khẳng định bản thân trung lập, chỉ Rickson đoạn video trên mà thôi. Còn nhớ trước đó, Misty từng dính nghi vấn có mối quan hệ trên mức bạn bè với giọng ca quê Bến Tre, thậm chí Virus là một trong những người khui bí mật. Chuyện là có thời gian, Jack luôn tỏ vẻ ngại ngùng mỗi khi ngồi cạnh Misty. Nhiều fan của nam ca sĩ cũng nhận ra, bởi từ ánh mắt đến hành động, cử chỉ đều chứng tỏ anh đã đổ gục trước nữ streamer. Còn Virus lấy tư cách bạn bè, từng đi công tác Hàn Quốc cùng cặp đôi tiết lộ, Jack từng tâm sự với mình và mọi người rằng nó rất thích Misty. Cái chuyện mà nó thành công và muốn đóng chung MV với người mà nó thích là chuyện bình thường. Không thể phủ nhận, kể từ khi trở thành bạn diễn trong MV Em Gì Ơi, Misty và Jack cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Cả hai còn thoải mái bình luận các bức ảnh của nhau trên mạng xã hội. Vì tất cả những lý do trên, nhiều fan đom đóm cực kỳ ủng hộ anh thành đôi với nữ streamer xinh đẹp, cá tính này. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, thuyền của cặp đôi rất khó cập bến bởi đàn trai đang ngập trong drama.